5. Phẩm mắng nhiếc. Tranh luận. Bây giờ có tôn giả Ubali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ubali bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, tăng chúng khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh, và các tỳ kheo sống không an ổn. Ở đây này Ubali, các tỳ kheo thuyết phi pháp là pháp. Như chương 35. Cội gốc của tranh luận. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? Này Ubali, có 10 cội gốc của tranh luận. Thế nào là 10? Ở đây này Ubali, tỳ kheo thuyết phi pháp là pháp. Như chương 35. Tại Kusinara, một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, trong khóm rừng Bali Harana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, sau khi quan sát nội thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội thân, rồi hãy buộc tội người khác. Thế nào là năm pháp cần phải quan sát nội thân? Này các tỳ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần phải quan sát như sau: Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh, không có sức mẻ, không có quế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo thân hành không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, có sức mẻ, có quế nhiễm, có người phải nói cái gì ấy như sao? Tôn giả hãy học tập về thân đi. Như vậy các tỳ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quan sát như sau: Ta có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sức mẻ, không có quế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khẩu hành không có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sức mẻ, không có quế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: Tôn giả hãy học tập về lời. Như vậy các tỳ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các đồng phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay không có? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không có an lập từ tâm, sân hận đối với các đồng phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy các tỳ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: Ta có phải là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã được nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, ta có nghe nhiều, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta hay không? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp ấy, vị ấy không có nghe nhiều, không có thọ trì, không có tụng đọc bằng lời, không có suy tư với ý, không khéo thể nhập với chánh kiến, thì có người sẽ nói về vị ấy như sau: Tôn giả hãy học tập về Agama A-hàm đi. Như vậy, có người sẽ nói về vị ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy quán sát như sau: Cả hai bộ giới bổn, Patimokkha, ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết hay không? Pháp ấy có nơi ta hay không? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn Patimokkha, không khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết thì, thưa tôn giả, vấn đề này được Thế Tôn nói tại chỗ nào? Được hỏi như vậy, vị ấy không có thể trả lời.
người ta sẽ nói về vị ấy như sau: mong rằng tôn giả hãy học tập về luật. Như vậy có người sẽ nói về vị ấy: năm pháp này cần phải tự quán sát về nội thân. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? Ta nói đúng thời, không phải phi thời. Ta nói đúng sự thật, không phải không đúng sự thật. Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo. Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải lời không liên hệ đến mục đích. Ta nói với tâm từ bi, không nói với tâm sân hận. Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. Này các tỳ kheo muốn buộc tội người khác, sau khi quán sát nội tâm về năm pháp này, sau khi an trú nội tâm về năm pháp này, hãy buộc tội người khác. Đi vào hậu cung. Này các tỳ kheo, vào hậu cung của vua có 10 nguy hại này. Thế nào là 10? Ở đây này các tỳ kheo, vua đang ngồi với hoàng hậu. Khi thấy tỳ kheo, hoàng hậu mỉm cười, hay khi thấy hoàng hậu, tỳ kheo mỉm cười? Ở đây vua khởi lên ý nghĩ, chắc những người này đã làm hay sẽ làm tội lỗi gì? Này các tỳ kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua bận nhiều công việc, phải làm. Đi đến với một cung nữ rồi quên, cung nữ ấy có thai. Ở đây vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong hậu cung của vua có một châu báu bị mất cắp. Ở đây vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ ba khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong hậu cung của vua có những việc cơ mật bị tiết lộ ra ngoài. Ở đây vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ tư khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong hậu cung của vua, cha giết con hay con muốn giết cha? Họ khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ năm khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua đặt người có địa vị thấp lên chỗ địa vị cao. Việc này không làm dự ý một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ sáu khi vào hậu cung nhà vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua đặt người có địa vị cao xuống chỗ địa vị thấp. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ bảy khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua điều động quân đội không đúng thời. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ tám khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua sau khi điều động quân đội đúng thời, từ giữa đường lại rút lui quân. Việc làm này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ chín khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong hậu cung nhà vua rộn rịp với voi, rộn rịp với ngựa, rộn rịp với xe cộ, có những sắc thanh hương vị xúc hấp dẫn không thích hợp với người xuất gia. Như vậy này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thứ 10 khi vào hậu cung của vua. Này các tỳ kheo, đây là 10 sự nguy hại khi vào hậu cung của vua. Các vị Sakha thích tử. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các thích tử tại Kapilavatthu trong khu vườn Nibrodha. Bây giờ có rất nhiều nam cư sĩ thích tử trong ngày trai giới Ubosatha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ Thích Tử đang ngồi một bên: Này các Thích Tử, các ông có thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần không? Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi chúng con không thực hành. Này các Thích Tử, như vậy không được lợi cho các ông, như vậy khó được lợi cho các ông. Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi các ông không thực hành, các ông nghĩ thế nào? Này các Thích Tử, ở đây có người trong một vài công việc không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được nửa đồng tiền vàng. Như vậy có vừa đủ để có người nói về người ấy như sao? Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo giác. Thưa dân Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các Thích Tử, ở đây có người trong một vài công việc không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng, lãnh được 2 đồng tiền vàng, lãnh được 3 đồng tiền vàng, lãnh được 4 đồng tiền vàng, lãnh được 5 đồng tiền vàng, lãnh được 6 đồng tiền vàng, lãnh được 7 đồng tiền vàng, lãnh được 8 đồng tiền vàng, lãnh được 9 đồng tiền vàng, lãnh được 10 đồng tiền vàng, lãnh được 20, lãnh được 30, lãnh được 40, lãnh được 50 đồng tiền vàng. Như vậy có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sao? Người này là người thông minh, đầy đủ sự tháo giác. Thưa dân Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các Thích Tử, nếu người ấy mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 100 tuổi, sống được 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản sở hữu lớn? Thưa dân Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các Thích Tử, người ấy do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm, hay trong một ngày, hay chỉ trong nửa đêm, hay chỉ trong nửa ngày, sống hưởng nhất hướng lạc được không? Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Dục, Bạch Thế Tôn, là vô thường, là trống rỗng, là giả dối, bản chất là giả dối. Ở đây này các Thích Tử, đệ tử của ta trong 10 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 năm, 100.000 năm, 100.000 năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các Thích Tử, đâu phải là 10 năm. Ở đây đệ tử của ta trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Vì ấy thực hành, vì ấy có thể sống 100 năm, 100 năm, 100.000 năm, 100.000 năm được cảm thọ nhất hướng an lạc. Vì ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các Thích Tử, đâu phải là 1 năm. Ở đây vị đệ tử của ta trong 10 tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 năm, 100.000 năm, 100.000 năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vì ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các Thích Tử, đâu phải là 10 tháng. Ở đây đệ tử của ta trong 9 tháng, trong 8 tháng, trong 7 tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như lời ta giảng dạy. Vì ấy thực hành, vì ấy có thể sống 100 năm, 100 năm, 100.000 năm, 100.000 năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vì ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các Thích Tử, đâu phải là nửa tháng. Ở đây đệ tử của ta trong 10 đêm 10 ngày, trong 9 đêm 9 ngày, trong 7 đêm 7 ngày, trong 6 đêm 6 ngày, trong 5 đêm 5 ngày, trong 4 đêm 4 ngày, trong 3 đêm 3 ngày, trong 2 đêm 2 ngày, trong 1 đêm 1 ngày,
sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như lời ta giảng dạy. Vì ấy thực hành, vì ấy có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vì ấy có thể chứng quả Nhất Lai, quả Bất Lai hay quả Dự Lưu không có sai chạy. Này các Thích Tử, như vậy không được lợi ích cho các ông, như vậy khó được lợi ích cho các ông. Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi các ông không thực hành. Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng con sẽ hành trì ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần. Mahali. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahali người Lichavi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahali người Lichavi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô sân, do duyên vô sân, do nhân vô si, do duyên vô si, do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý, do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Giờ này Mahali, nếu 10 pháp này không hiện hữu ở đời, thời ở đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành hay pháp hành bình đẳng hành. Vì rằng này Mahali, 10 pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp hành bất bình đẳng hành hay pháp hành bình đẳng hành. Các pháp. Này các tỳ kheo, có 10 pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là 10? Người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Ta này đi đến tình trạng là người không có giai cấp, mất hết giai cấp. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Nay cử chỉ quy nghi của ta cần phải thay đổi, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Không biết các đồng phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Đêm ngày trôi qua bên ta, giờ nay ta đã thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng, các đồng phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, 10 pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Trú thân. Này các tỳ kheo, 10 pháp này liên hệ đến thân, thế nào là 10?
lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh, hữu hành. Này các tỳ kheo, có 10 pháp này liên hệ đến thân. Đấu tranh. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, cùng nhau ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, này các thầy họp bàn đến vấn đề gì? Câu chuyện gì giữa các thầy đã bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỳ kheo, thật là không xứng đáng cho các thầy, các thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỳ kheo, có 10 pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là 10? Ở đây này các tỳ kheo có giới, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm vị tỳ kheo nào có giới sống chế ngự trong các học pháp, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã được nghe. Những pháp gì? Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã quán sát với ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các tỳ kheo, phàm vị tỳ kheo nào có nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, khéo thông đạt nhờ chánh kiến, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, hòa hợp nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào làm bạn với thiện, giao thiệp với thiện, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các tỳ kheo, vì rằng vị tỳ kheo nào dễ nói, khéo chấp nhận những lời giáo giới, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo phàm có những công việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các tỳ kheo nào phàm có những công việc gì, vừa đủ để tổ chức, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan trong thắng pháp, trong thắng luật. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào ưa pháp trong thắng luật, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn đối với các thiện pháp, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào biết đủ dược phẩm trị bệnh, đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo chánh niệm,
thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm tùy niệm, việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào chánh niệm, đã nói từ lâu. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, hòa hợp nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh. Thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.